Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Nay bên em tiếp tục giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu loa full bass 30 với cấu hình gia đình rất là vừa tiền mà chất lượng rất là hay. Đây là một sản phẩm mang thương hiệu DMX. Vâng, hàng nguyên thùng nguyên hộp. Mã sản phẩm là NX12 DMX Audio. Vâng, đây là một sản phẩm loa full bass 30, một bass một kèn. Vâng, loa thì bên em đã tháo ra đây để kiểm tra chất âm. Sử dụng một bass 30 từ 17 coi 76 và một tép kèn từ neo các bác nhá. Vâng, cho chất âm rất là sáng. Với mặt trước e căng thì được bọc một lớp chống bụi bên ngoài, e căng bằng thép ở bên trong để chống trẻ chọc que vào loa hay là chống được bụi bẩn. Với sử dụng sơn gỗ màu đen sơn sần. Vâng, DMX. Vâng, với sản phẩm loa full DMX, mã là NX12, chạy 55Hz đến 20kHz, 350W trên một chiếc, chế độ 8 ohm. Vâng, đây là một sản phẩm được nhập khẩu nguyên thùng nguyên kiện nhưng với giá rất là phải chăng. Xin được báo giá tới toàn thể quý vị và các bạn, một cặp loa DMX bass 30, một bass một kèn, sử dụng từ neo các bác nhá, chép neo, sử dụng chép neo. Xin được báo giá tới toàn thể quý vị và các bạn, với đôi loa này thì bên em bán cho quý vị và các bạn 5 triệu đồng, 5 triệu bao ship toàn quốc. Vâng, một sản phẩm rất là chất lượng. Và đây em đang ghép cùng với một chiếc đẩy Motivity, mã sản phẩm là MTV650, cùng một chiếc vang Zia KM50X, cho chất âm rất là chi tiết. Để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Anh đi 567. Sao anh bỏ ra đi, em nào có tội tình gì? Sao anh bỏ ra đi, em nào có lỗi lầm chi? Sao anh bỏ ra đi, để em thương nhớ hoài ôm kỷ niệm. Buồn lên mấy nẻo hè, anh biết không? Sương khuya lạnh đôi vai, đi về tôi tuổi một mình. Yêu tư nặng con tim, em buồn thao thức cả đêm. Sao anh bỏ ra đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi, tình mồ côi. Trong bơ vơ, trong nỗi đau vui, em chợt biết rằng
Vâng, và quý vị nào có nhu cầu thì nhanh tay liên hệ với bên em với số điện thoại 0912669059. Vâng, 5 triệu đồng bao ship toàn quốc. Quý vị có sở hữu ngay một chiếc một cặp loa DMX NX12. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của bên em. Và quý vị nào chưa nút đăng ký kênh, vui lòng ấn nút đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những sản phẩm mới bên em giới thiệu tới quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn.